Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cổng dịch vụ công. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tổ chức truyền thông nhằm phổ biến hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cổng dịch vụ công, quán triệt cán bộ nghiệp vụ theo dõi hồ sơ phát sinh, cấp tờ bìa sổ bảo hiểm xã hội kịp thời và đúng quy định. Từ ngày 19 tháng 1, người dân không cần trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội hay các đại lý thu mà có thể đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại bất cứ đâu và thời gian nào một cách nhanh chóng, tiện lợi bằng hình thức trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ Công Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia với quy trình được tự động hóa mức độ cao. Người dân có thể truy cập và liên kết trên màn hình và làm theo hướng dẫn. Ngoài ra, người dân cũng có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia theo địa chỉ trên màn hình và làm theo hướng dẫn. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, khi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cổng dịch vụ công, người tham gia sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian giao dịch với các khâu kê khai hồ sơ đăng ký tham gia đơn giản, tiện lợi, nhanh chóng và có thêm sự lựa chọn được cấp sổ bảo hiểm xã hội bản giấy hoặc sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử. Thưa quý vị, chiều ngày 20 tháng 1, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông khiến 31 người thương vong. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong số 31 người thương vong có 14 người tử vong và 17 người bị thương. So với cùng kỳ đã giảm 2 vụ, giảm 1 người thiệt mạng và tăng 5 người bị thương. Các vụ tai nạn đều tập trung tại lĩnh vực giao thông đường bộ, các tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng Cảnh sát Giao thông vẫn ghi nhận số người sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông ở mức cao với gần 1.400 trường hợp. Con số này đã tăng với số lượng vi phạm nồng độ cồn tăng 362,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong ngày 20 tháng 1, tức 29 tháng Chạp, các tuyến đường cũng ghi nhận sự lưu thông ổn định, ít xảy ra tình trạng tắc nghẽn hơn so với một ngày trước đó. Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông tuyến đường sắt địa bàn thủ đô Hà Nội, trong đó chú trọng công tác kiểm soát vi phạm nồng độ cồn của các tài xế lái tàu, nhân viên điều hành chạy tàu. Đó là một trong những hoạt động của lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023. Một buổi chiều kiểm tra vi phạm nồng độ cồn tại một số nhà ga trên địa bàn thành phố Hà Nội của đội Cảnh sát Giao thông Đường sắt, Công an thành phố Hà Nội. Các nhân viên điều hành chạy tàu tại nhà ga và tài xế lái tàu là đối tượng thuộc diện kiểm tra. Không ai còn tỏ ra bất ngờ với hoạt động kiểm tra nồng độ cồn như thế này. Đây thiết bị kiểm tra nồng độ cồn. Hướng dẫn anh nhỉ? Anh thổi 10 giây đều hơi, đến khi nào đủ hơi thở thì sẽ báo anh dừng và anh sẽ trực kiểm tra trực tiếp kết quả trên máy. Thời điểm hiện nay, ngành đường sắt đã tăng cường nhiều chuyến tàu khách, tàu hàng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải cuối năm tăng cao. Theo đó, mật độ phương tiện, tần suất phương tiện qua lại tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt. Ngoài ra còn có các lỗi xuất phát từ sự chủ quan của các cá nhân để xảy ra tai nạn chạy tàu, trong đó có lỗi vi phạm nồng độ cồn. Riêng những người mà đang lên ban mà lại sử dụng rượu bia thì nhiều lúc là cái tập trung tư tưởng là một là nó dễ bị sao nhãng, thứ hai nữa là rất dễ gây ra cái dồn đấm mạnh hoặc là nhìn tín hiệu là không chuẩn thì dẫn đến cái nguy cơ xảy ra mất an toàn rất cao. Theo đánh giá của lực lượng Cảnh sát Giao thông, qua công tác tuyên truyền, ý thức của nhân viên lái tàu và nhân viên các bộ phận liên quan đến công tác an toàn chạy tàu của ngành đường sắt đã được nâng cao. Thời gian qua, không phát hiện trường hợp nào vi phạm. Tại trên địa bàn của Hà Nội thì chưa xảy ra một trường hợp nào cả. Đó cũng là do cái công tác tuyên truyền và công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát và sát sao hơn. Thường xuyên cán bộ chiến sĩ vào trong các nhà ga để kiểm tra lái tàu trước khi xuất bến, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Hoạt động kiểm tra đột xuất lỗi vi phạm nồng độ cồn tại các nhà ga với tài xế lái tàu và nhân viên điều hành chạy tàu sẽ tiếp tục được lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội duy trì trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão. Ngoài ra, còn rất nhiều các giải pháp đang được ngành đường sắt phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện như giải tỏa tầm nhìn, bảo đảm an toàn giao thông tại các lối đi tự mở,
bố trí lực lượng, phương tiện thường trực để kịp thời giải quyết sự cố, tai nạn khi xảy ra nhằm khôi phục giao thông đường sắt nhanh nhất. Thời điểm cận Tết, nhu cầu sử dụng thực phẩm của người dân tăng cao và để bảo đảm nguồn cung cũng như ổn định về giá, nhiều doanh nghiệp hợp tác xã đang đẩy mạnh xúc tiến các sản phẩm nông đặc sản đến tay người tiêu dùng. Tháng cuối năm cũng là thời gian cao điểm, thành phố Hà Nội đẩy mạnh liên kết với các tỉnh nằm trong chuỗi cung ứng nông sản cho thủ đô. Nhiều hội chợ giới thiệu nông sản chất lượng cao có nguồn gốc xuất xứ được tổ chức trong dịp Tết để người dân có thể trực tiếp mua sản phẩm từ nhà sản xuất với giá bình ổn. Sở Công Thương Hà Nội đã kết nối 53 tỉnh thành phố thường xuyên đưa các cái mặt hàng nông lâm thủy sản cũng như là các cái sản phẩm ô cốp về các cái hệ thống phân phối ở trên địa bàn, hỗ trợ kết nối cả trên những cái sàn thương mại điện tử để phục vụ cái nhu cầu của nhân dân cũng như là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm thường xuyên được các cơ quan chức năng triển khai, bảo đảm chất lượng cũng như mức giá ổn định đến tay người tiêu dùng. Sau cái cơn đại dịch thì người tiêu dùng cũng bắt đầu là đi vào cái trở lại bình thường. Bên cạnh đó thì cái kết quả của ngành nông nghiệp tăng trưởng năm nay là 3,36% và các mặt hàng đa dạng hơn. Cho nên cũng là một cái là đáp ứng được cái yêu cầu của người tiêu dùng khi mà cái cơn dịch đã đi qua. Đặc biệt là chuẩn bị cho cái đợt Tết này thì chúng tôi đã, Bộ Nông nghiệp đã phối hợp với các bộ ngành tổ chức các đoàn đi kiểm tra về an toàn thực phẩm. Hiện Hà Nội duy trì 159 chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Các chuỗi có sản phẩm đa dạng, được kiểm soát chặt chẽ và phân phối tới hơn 110 siêu thị, hơn 1.400 cửa hàng kinh doanh tổng hợp, 300 cơ sở chuyên kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố, qua đó giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần cũng là lúc người dân đi tham quan du lịch đông nhất. Theo ghi nhận, giá các tour lữ hành dịp này đã tăng mạnh so với ngày bình thường. Thời gian này, tour du lịch Tết Quý Mão của nhiều doanh nghiệp lữ hành bán ra tăng từ 25% đến 40% so với ngày thường. Đặc biệt, nhiều khu nghỉ dưỡng đã bán gần hết phòng trong suốt kỳ nghỉ dài nhất năm. Một số công ty lữ hành ở phía Nam cho biết sẽ phục vụ hàng chục nghìn lượt khách tham quan trong và ngoài nước. Ngoài trung tâm là thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều tỉnh thành khác cũng đang chuẩn bị các khu vui chơi dịp Tết như khu du lịch vườn thú Mỹ Quỳnh Safari ở Long An đã hoàn thành các phân khu chính để mang đến trải nghiệm khám phá vườn thú bán hoang dã. Ở phía Bắc, nổi bật là các tour hành trình khám phá núi rừng Đông Tây Bắc như Mộc Châu, Sapa, Hà Giang, cao nguyên đá Đồng Văn. Với mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế và 102 triệu lượt khách nội địa trong năm 2023, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chính là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước. Đã trở thành truyền thống tốt đẹp được duy trì gìn giữ hàng năm, hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo nói chung, chương trình Xuân Ấm của Bộ đội Biên phòng Miền Tây nói riêng đã phần nào giúp ngư dân nghèo nơi đây được đón Tết đầm ấm, vui tươi và bình yên. Những ngày giáp Tết, bà con vùng biển xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu sẽ không đi biển. Những con thuyền nơi đây được coi như ngôi nhà thứ hai của bà con sẽ được sơn sửa, trang hoàng, chờ lễ ra khơi đón lộc đầu năm và đồng hành với bà con ngư dân, luôn có cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Cái Cùng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu. Chính quyền như bên đồn mấy anh em nào vậy đó, tạo điều kiện cho mình làm ăn ra khơi đánh bắt với lại an ninh ở trên biển được yên bình để cho bà con yên tâm làm biển, làm chung với ngư dân, được chuẩn bị các cái ngư lưới cụ để cho người dân người ta ra đánh bắt, thì bản thân trước tiên là cảm thấy rất là vui. Cái thứ hai nữa, bản thân rất là mong muốn làm sao cho mỗi ngư dân, mỗi chủ phương tiện đánh bắt thật là được nhiều ngư, cái nguồn thủy lợi để đảm bảo cái cuộc sống của người dân. Hải đoàn Biên phòng 28 trực thuộc Bộ đội Biên phòng Việt Nam có nhiệm vụ cơ động, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự trên vùng biển Kiên Giang, Cà Mau.
Những ngày Tết, cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 28 luôn duy trì công tác tuần tra kiểm soát các phương tiện thủy trên vùng biển đơn vị đảm nhiệm. Thì duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến, trực ban, trực chuyên môn và khối hải đội thì luôn duy trì từ 3 đến 4 tàu với số lượng 20 đến 30 đồng chí sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh, chủ động, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống trong dịp Tết. Bên cạnh việc duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát, các đơn vị biên phòng miền Tây còn tổ chức cho cán bộ chiến sĩ vui Tết cùng bà con nơi đóng quân với khẩu hiệu vui xuân mới, không quên nhiệm vụ. Qua đó góp phần thắt chặt tình quân dân, tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Cũng trong không khí vui tươi phấn khởi trước thêm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã đến thăm chúc Tết lực lượng Công an Nhân dân thành phố. Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã ghi nhận và biểu dương kết quả, thành tích mà lực lượng Công an thành phố đạt được trong năm 2022. Đồng chí khẳng định rằng những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành công chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đồng thời động viên, đề cao tinh thần cảnh giác mọi tình huống về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm cho người dân vui xuân đón Tết. Hà Nội có rất nhiều chợ hoa Tết, nhưng chợ hoa Hàng Lược luôn có chỗ đứng riêng của mình. Hình thành từ những năm đầu thế kỷ 20, chợ hoa Hàng Lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất ở Hà Nội. Hà Nội nổi tiếng là đất trồng hoa với những làng hoa chứ danh như Ngọc Hà, Nhật Tân, Nghi Tàm, Quảng Bá. Và đi chợ hoa Tết từ lâu đã trở thành một trong những nét văn hóa đặc trưng của người Hà Nội. Người đi chợ hoa không chỉ để chọn một cành đào, một chậu quất, mà là dịp tìm về những phút giây thư thái trong tâm hồn, cũng như hy vọng một mùa xuân mới đầm ấm, hạnh phúc. Chợ hoa Hàng Lược có từ hơn 100 năm nay, kéo dài từ đầu tháp nước Hàng Đậu đến hết phố Hàng Lược. Chợ đã đi vào tiềm thức, nỗi nhớ của người dân Hà Nội, bởi không chỉ là nơi bán mua vẻ đẹp tinh thần, mà chợ hoa này đã đi vào thơ ca, nhạc họa, như một nét sống động đầy màu sắc của nhịp sống Hà Nội. Điểm đặc biệt của chợ là chỉ họp một lần trong năm, bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp đến ngày 30 tháng Chạp. Người dân khắp các vùng trồng hoa ở Hà Nội đều mang đào quất và đủ các loại hoa truyền thống khác về họp chợ, tạo nên sự náo nhiệt cho chợ hoa này. Tuy thời gian họp khá chóng vánh, nhưng chợ hoa Hàng Lược vẫn mang đầy đủ nét thị dân và thanh lịch, vốn là đặc trưng của người Hà Thành. Đã là chợ thì có người mua kẻ bán, có mặc cả y xèo. Nhưng chợ hoa Hàng Lược không chỉ có quan hệ mua bán, mà còn là nơi những bạn trẻ Hà Nội tìm về chốn xưa, tìm về với Nội, nên là cứ đến cái đầu xuân mà chợ hoa nó họp là chúng tôi toàn rủ nhau đi lên trên này để cảm nhận những cái mà chúng tôi từ thời nhỏ rất là vui và nó rất là phấn khởi. Giữa nhộn nhịp chợ hoa, bất chợt ai đó khe khẽ hát phố Hàng Lược chợ hoa, phố hàng đào lụa tơ, đất Thăng Long người ơi, mái nhà nào chờ tôi.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, các nhà lãnh đạo của Pháp và Tây Ban Nha vừa ký một hiệp ước song phương mới nhằm bảo vệ ngành công nghiệp châu Âu. Hiệp ước được ký kết trong khuôn khổ cuộc tham vấn về chính sách công nghiệp giữa Tây Ban Nha và Pháp diễn ra tại Barcelona của Tây Ban Nha. Hiệp ước kêu gọi cả Pháp và Tây Ban Nha ủng hộ việc áp dụng các biện pháp bảo vệ các công ty châu Âu chống lại sức ép kinh tế và các hành vi không công bằng, cũng như chính sách công nghiệp đầy tham vọng của châu Âu nhằm tăng cường khả năng tự chủ và phục hồi chiến lược của khối. Châu Âu phải đưa ra phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt để bảo đảm khả năng tồn tại của các ngành công nghiệp của chúng ta và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và kỹ thuật số của châu lục. Thứ hai, chúng ta cũng phải chia sẻ nhu cầu đạt được tiến bộ nhanh chóng trong cải cách thị trường điện ở châu Âu. Hiệp ước được ký kết trong bối cảnh EU đang tranh luận về cách phản ứng với các biện pháp hỗ trợ của chính phủ theo đạo luật giảm lạm phát của Mỹ. Nhiều khoản trợ cấp chỉ dành cho những sản phẩm được chế tạo ở Bắc Mỹ, ví dụ như ô tô điện. Cảnh sát Italia tìm thấy một bong ke bí mật của Matteo Messina Denaro, bố già mafia cuối cùng của Sicily, người đã bị bắt hôm 16 tháng 1 sau 30 năm trốn chạy. Lối vào bong ke được giấu trong tủ chứa đầy quần áo tại một ngôi nhà ở Campobello, de Mazara, thị trấn nhỏ ở hòn đảo Sicily. Đây là một căn hộ mà bố già mafia Denaro đang sống. Các nhà điều tra cho biết, họ tìm thấy ngọc lục bảo, kim cương và các loại đá quý khác. Tuy nhiên, họ cũng đang tìm kiếm các tài liệu thuộc sở hữu của Denaro, chứa những bí mật về các vụ mafia trong 40 năm qua. Denaro bị kết án vào năm 2002 và bị kết án tù chung thân vắng mặt vì đã đích thân hoặc ra lệnh giết hàng chục người. Để tự bảo vệ mình, các chùm mafia ở Italia đã xây dựng các đường hầm thoát hiểm hoặc xây dựng các bong ke tinh vi trên núi chỉ có thể đi bộ đến được, và cả những nơi ẩn náu trong rừng khi chúng chạy trốn. Nhà ga đường sắt Bang Sukhothai ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã chính thức đi vào hoạt động. Được xem là nhà ga đường sắt lớn nhất Đông Nam Á, nhà ga này được kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho du lịch đường sắt ở Thái Lan và khu vực. Nhà ga mới có tên gọi chính thức là nhà ga trung tâm Trung Thep Asiwat do nhà vua Thái Lan ban tặng, nhưng thường được gọi là Bang Sukhothai. Nhà ga được xây dựng trên diện tích rộng lớn. Riêng tòa nhà chính đã có diện tích gần 30 hecta, 4 tầng, gồm các trang thiết bị hiện đại. Nhà ga bao gồm 12 sân ga với 24 đường ray và có tới 40 chuyến tàu cùng lúc. Vào thời gian cao điểm, nhà ga có thể tiếp đón tới 600.000 hành khách mỗi ngày. Với việc được tích hợp với hệ thống nhà ga trung tâm ở thủ đô Bangkok, nhà ga trung tâm Bang Sukhothai sẽ là một trải nghiệm du lịch hoàn toàn mới ở Thái Lan, trở thành trung tâm của hầu hết các dịch vụ đường dài trong nước và quốc tế, mang lại nhiều lợi ích lớn về kinh tế. Múa sư tử là một môn nghệ thuật đường phố phổ biến tại nhiều nước châu Á. Chào đón năm mới Quý Mão 2023, các thợ lặn tại thủy cung Aquaria ở Kuala Lumpur, Malaysia đã mang đến màn múa sư tử dưới nước độc đáo phục vụ khách tham quan. Các thợ lặn được huấn luyện đặc biệt và sử dụng các bộ trang phục nhẹ để thực hiện các màn nhảy múa dưới nước, bảo đảm an toàn cho các loài cá trong bể. Bộ đồ sư tử này đã được ngâm trong nước một tháng trước buổi biểu diễn để chắc chắn không có hóa chất rò rỉ vào bể nước. Múa sư tử là hoạt động truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán tại một số quốc gia châu Á và trong các cộng đồng gốc Á trên thế giới, với niềm tin giúp xua đuổi những điều không may. Quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ, chương trình Chào Ngày Mới sẽ được tiếp tục với những thông tin hấp dẫn khác cùng với biên tập viên Tiến Tú. Vâng, xin cảm ơn. Thưa quý vị, mới đây, Intech Group, một doanh nghiệp khoa học và công nghệ đã nghiên cứu chế tạo thành công phòng sạch đạt cấp độ cao nhất thế giới theo tiêu chuẩn NEP của Hoa Kỳ. Việc tạo ra được môi trường cấp độ sạch siêu cao của Intech đã góp phần khẳng định và nâng cao vị thế khoa học kỹ thuật Việt Nam trên thế giới. Nghiên cứu này cũng được bình chọn là một trong 10 sự kiện khoa học công nghệ nổi bật năm 2022. Phòng sạch còn gọi là Green Room là không gian kín mà tại đó môi trường hạt bụi kích thước micromet sẽ được kiểm soát dưới ngưỡng cho phép. Đây là môi trường ứng dụng trong nghiên cứu và sản xuất cho các lĩnh vực công nghệ cao như hàng không vũ trụ, bán dẫn, điện tử, quang học. Cái thị trường quốc tế, và ngoài ra thì là khi mà chúng ta đã làm chủ được cái công nghệ phòng sạch cấp độ cao nhất thế giới, có nghĩa là chúng ta chủ động được hoàn toàn những môi trường để chúng ta có thể thực hiện các nghiên cứu, những cái
sản xuất hay thử nghiệm trong lĩnh vực công nghệ cao. Hiện có nhiều tiêu chuẩn để áp dụng cho phòng sạch. Tiêu chuẩn phòng sạch là tổng hợp tất cả các yêu cầu kỹ thuật do tổ chức trong nước và quốc tế có thẩm quyền ban hành. Bộ chứng nhận chất lượng là cơ sở để tạo nên một phòng sạch đảm bảo các thông số như độ sạch, nhiệt độ, áp suất và kiểm soát vi sinh. Để thành công trong cái việc mà phòng sạch cấp độ 1 này là nó là cái việc mà khẳng định cái vị thế và cái khả năng chinh phục khoa công nghệ của chúng tôi cũng như là Việt Nam trên thế giới. Thì đây nó là một cái tấm vé thông hành rất tốt khi cho chúng tôi khi chúng tôi tham gia các thị trường quốc tế. Và chúng tôi thì ngoài cái việc phòng sạch thì chúng tôi còn có hệ sinh thái và chúng tôi xây dựng trọn gói các nhà máy công nghệ cao. Và cái phòng sạch nó là một phần trong đó nhưng nó là một phần rất quan trọng. Thì nó cũng là một tấm vé thông hành để chúng tôi có thể tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế và từng bước làm chủ trong cái lĩnh vực mà xây dựng công nghệ cao. Cũng theo chia sẻ của đại diện đơn vị, hiện thế giới cũng không nhiều đơn vị có thể nghiên cứu và chế tạo được phòng sạch cấp độ này. Hiện nay, phòng sạch ngày càng được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực đời sống như bảo quản thực phẩm, bởi thực phẩm cần được giữ ở nhiệt độ thích hợp và không gian kho lưu trữ phải đảm bảo lượng vi sinh vật đúng mức. Trong lĩnh vực y tế, vì các sản phẩm trong ngành y tế không được tiếp xúc với môi trường bên ngoài, nó phải được bảo quản nghiêm ngặt trong phòng sạch để thuốc hoặc phụ kiện không bị tác động ảnh hưởng về chất lượng. Trong lĩnh vực công nghiệp hóa, điện tử vi mạch, ứng dụng của phòng sạch là tất yếu bởi các sản phẩm buộc phải làm trong môi trường phòng sạch để không có bất kỳ hạt bụi nào bám vào bao mạch, gây giảm chất lượng và hư hại. Trong lĩnh vực khoa học nghiên cứu, phòng sạch đóng vai trò quan trọng bởi chỉ có môi trường đạt chuẩn mới có thể tiến hành các thí nghiệm được, như thí nghiệm phản ứng hóa học để tìm ra chất mới, thí nghiệm tạo các tế bào trong lĩnh vực sinh học, nghiên cứu chế tạo thuốc vaccine. Trong sản xuất dược mỹ phẩm cao cấp, bảo quản dược phẩm hay lĩnh vực nông nghiệp cũng đều cần đến phòng sạch. Để tạo ra các giống cây trồng tốt, có ưu điểm và năng suất vượt trội hơn các loại giống truyền thống, các nhà khoa học phải tiến hành nuôi cấy thí nghiệm các vi sinh trồng trong phòng sạch. Sau khi hoàn thành sẽ tạo ra giống mới, sẽ được lưu trữ tuyệt đối tại phòng sạch, sinh vật phát triển ổn định và không bị vi sinh vật khác xâm hại. Những ngày này thì sắc màu của Tết, sắc màu của năm mới đã xuất hiện ở khắp mọi nơi tại thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng. Ngày hôm nay, điểm đến của chúng ta là danh thắng Ngũ Hành Sơn và mời quý vị cùng chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình từ vườn hoa ở khu vực phía chân núi để tận hưởng một không khí xuân ngập tràn. Hoa xuân, đèn lồng và những bối cảnh không gian Tết như thế này chính là món quà đầu tiên chào đón du khách khi đến thăm Ngũ Hành Sơn trong những ngày đầu năm mới. Ngũ Hành Sơn, hay còn được biết tới với tên gọi Non Nước, là một quần thể gồm 5 ngọn núi đá vôi kỳ vĩ, một mặt giáp sông, mặt kia hướng biển, tượng trưng cho 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Nơi đây được xem là một điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá thành phố Đà Nẵng. Tọa lạc rải rác ở 5 ngọn núi là hàng chục ngôi chùa lớn nhỏ, trong đó điểm nhấn là 2 ngôi chùa cùng nằm trên ngọn Thủy Sơn và cùng được phong quốc tự vào năm 1825 dưới thời vua Minh Mạng. Hai ngôi chùa có một chiều dài lịch sử gần như tương đồng với lịch sử của thành phố Đà Nẵng, đó là chùa Linh Ứng và ngôi chùa Tam Thai. Nó hưởng được cái đặc ân đó là từ hang động và núi rừng tạo cho ngôi chùa nó linh thiêng hơn và được cái người dân ở đây từ lâu đời đã coi như là một điểm tựa tâm linh. Chính vì vậy mà càng ngày thì cái ngôi chùa này cũng được coi như là cái điểm đến về tâm linh cũng như là viễn cảnh ở danh thắng Ngũ Hành Sơn. Chùa Linh Ứng Ngũ Hành Sơn còn được gọi là chùa ngoài, là ngôi chùa đầu tiên mang tên Linh Ứng tại Đà Nẵng trước khi có sự xuất hiện của chùa Linh Ứng Bà Nà và chùa Linh Ứng Bãi Bột. Sau hơn 3 thế kỷ tồn tại, trải qua thời kỳ chiến tranh và những đợt thiên tai, chùa đã nhiều lần được trùng tu và tôn tạo, giữ được nguyên những nét kiến trúc đặc sắc của một ngôi chùa miền Trung. Điểm nhấn của chùa Linh Ứng là hệ thống tượng Phật lên tới hàng trăm pho, thể hiện cuộc đời và con đường Phật Pháp của Đức Phật. Trong đó, hơn 200 pho tượng được đặt trong tòa tháp Xá Lợi 7 tầng, cao 30m, được hoàn thành vào năm 1997. Con đường nhỏ đi sâu vào trong núi sẽ dẫn chúng ta tới với ngôi chùa thứ hai tại Ngũ Hành Sơn được phong quốc tự, đó là chùa Tam Thai, và đây cũng là ngôi chùa lâu năm nhất tại Đà Nẵng. Chùa được xây dựng từ thời Hậu Lê, nằm ở vị trí đắc địa, chính giữa ba phần nhô lên của ngọn Thủy Sơn, vì vậy mới có tên gọi là Tam Thai. Không gian chùa tuy không bề thế,
uy nghi nhưng lại tĩnh mịch và cổ kính, mang lại cho du khách sự ấm cúng và cảm giác an nhiên mỗi khi đến thăm chùa. Tôi thực sự tận hưởng không gian ở đây. Chúng tôi được hướng dẫn viên thuyết minh khá kỹ, thật thú vị. Mỗi ngôi chùa mang một vẻ đẹp riêng, rất tuyệt vời từ kiến trúc đến màu sắc và những câu chuyện về lịch sử. Thật là đẹp, mặc dù tôi chưa lên đến đỉnh núi, nhưng không gian ở đây, tầm nhìn vào ngôi chùa, tất cả đều vô cùng ấn tượng. Ngũ Hành Sơn cũng nổi tiếng với hệ thống các hang động hoang sơ, tuyệt đẹp như Huyền Không, Tàng Trơn, Vân Thông, Linh Nham. Vẻ kỳ bí, huyền ảo của những món quà thiên nhiên này luôn là điểm nhấn khiến du khách phải mê mẩn. Chúng tôi rất ấn tượng. Ở đất nước tôi cũng có một số đền thờ ở trong núi, nhưng hiếm có nơi nào kết hợp giữa núi và biển như ở đây. Không những đẹp mà còn mang lại cảm giác thật là linh thiêng.